Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Cần Vlog ẩm thực. Hôm nay mình thấy có ghẹ ngon là mình mua một ký ghẹ để đi nấu món ghẹ hấp bầu nha các bạn. Ghẹ hấp bầu hấp gì đó nha các bạn. Lâu lắm rồi mình mới lên video tại vì thời gian không cho phép các bạn. Mình chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn nhớ xem like, subscribe, đăng ký mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình sẽ giới thiệu ghẹ cho các bạn xem nha các bạn. Đây, ghẹ mình mua một cân ghẹ tươi cho các bạn. Một cân ghẹ tươi luôn. Giờ mình sẽ bóc gạch, lấy gạch ra nha các bạn. Đấy, cua ghẹ cực kỳ gạch nhiều nha các bạn. Mình sẽ bóc hết. Bóc lấy gạch ra. Gạch các bạn xem. Đấy, gạch con nào gạch hết. Tưới đó các bạn, mình thấy ngon mà tưới là mình mua về đó các bạn. Này, gạch các bạn xem. Để mình bóc mình lấy gạch ra mình sao mình làm thì nước cho nó thơm nha các bạn. Mình để nguyên vị là làm nó không được ngon. Nên mình phải bóc. Đây. Mình chọt lấy gạch nha các bạn. Gạch bỏ riêng ra nơi bát nha các bạn. Ghẹ tươi. Ghẹ này lâu lâu một tuần nó mới bán được ngày thứ bảy chủ nhật các bạn. Bên này bên Malaysia này. Còn mình tại cũng có thời gian để đi mua các bạn. Mình đặt trên mạng người ta ship tới tận chỗ cho mình đó. Lâu lắm lên video sợ các bạn quên mình cho nên mình phải lên video. Video mà tại vì chưa có thời gian chưa cho phép. Nếu có thời gian mình làm một của người hóa độc lạ cho các bạn xem. Bạn thêm gạch ghê nha các bạn. Cực kỳ gạch cực kỳ nhiều. Giờ mình lại làm sạch cái này. Các bạn xem thì hãy nhớ vào ủng hộ mình nhé. Mình mới tập làm cho nên có sai sót rất nhiều. Các bạn thì có gì thích món gì nấu món gì thì comment bên dưới nha các bạn. Cua mình đã lắc nhặt làm xong nha các bạn. Đây là cái gạch nha các bạn. Giờ mình sẽ nấu. Thế mình cho tí mỡ nha các bạn. Cua người ta hấp bí đao và mình hấp hấp bí nha các bạn. Bầu, mình hấp bầu. Làm bầu hấp sệt chứ không hấp nước giống như cái video trước nữa. Mình cho mỡ sôi, mình cho hành tỏi và phi cho vàng các bạn. Mà xem ngay. Đấy, thôi rồi. Thế này mình phi cái gạch cho nó thơm lên nấu tàu đi làm nha các bạn. Phi hành tỏi cho thật thơm nè. Các bạn thấy cái nước này là được yêu. Nước này là nước sụt cay. Nấu vào là bỏ vào là ăn phi phí. Dân mình này ăn cay phí. Người tàu bên này ăn cay phí. Hôm nay là đơn giản mà nhiều người căng sửa các bạn. Đơn giản cực kỳ. Đơn giản. Có rượu gì vào. Cần ăn sớm nữa thì có tiền. Sau khi hành đã thơm mình cho ớt vào nha các bạn.
mình sẽ cho thêm một tí bột vào làm màu. Đấy, hành trà vàng này các bạn. Nên mình sẽ cho cái gạch vào nha các bạn. Xong mình cho ghẹ vào nha các bạn, ghẹ vào đảo qua cho nó đỡ có mùi tanh của ghẹ đó. Đấy, khi đã thơm là mình cho một tí nước mắm, một tí nước mắm, bột ngọt nha các bạn, mình cho thêm một tí đường, cái này cực kỳ dính đầu nước được, còn không quên được là cái này lần được với thanh tỏi đi xay ra nha các bạn, cho hai kia. Bạn nhớ đến nhá. Em chung đi làm đi nữa, luôn tiền khẩu nghề mua bên là làm ăn đến này các bạn. Người vừa cho kiểu cho mập thì người về quá. Đấy. Xong nha các bạn. Giờ mình cho thêm một tí nước vào. Và bỏ vô vào hấp. Vào hấp tầm 15 phút nha các bạn. Một tí nữa, không có bỏ được nhiều quá, nó mất chất các bạn. Và đây các bạn nhé, này, tính theo. Và hấp chất lên các bạn. Sau khi thời gian đã mình đã đun được 5 phút nha các bạn, và nước đã sôi, và các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Các bạn nhìn xem thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký mình nha, ủng hộ mình với nha. Mình ở bên này di chuyển nữa, không có thời gian mà đi làm cũng không có thời gian nữa các bạn. Giờ phải dùng cả tháng rồi giờ mới lên được cái video này đâu các bạn. Các bạn nhớ xem và ủng hộ mình với. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, thời gian mình đun là nó cái này mình đun tầm 10 phút là nó cái bầu nó như là được đấy các bạn, nó cái nước nó sẽ xịt lại ăn mình ngon các bạn. Thì mình đủ, nếu mà mình đủ được nhiều quá thì ăn nó cùng ăn cũng được thôi, nhưng mà nó không có mang cái nước xịt các bạn. Đấy. Ghe mình nấu đã chín nha các bạn, xong thời gian chờ đợi đã chín nha các bạn, bầu cực kỳ mềm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cho ra dĩa, trang trí cho đẹp nha các bạn. Cái sạch vào đây kia nuôi cho các bạn nha. Đấy. Cái này tắt bếp nha các bạn. Chứ mình sẽ cho ra. Đây, các bạn xem. Sẽ cho ra hai dĩa.
thêm. Bạn như thế có hấp dẫn không? Đây. Đây là sau 10 phút vất vả với mấy con ghẹ, mình đã hoàn thành một món ăn cho các bạn xem nha các bạn. Và thêm một không quên được là muối tiêu chấm ghẹ. Cực kỳ ngon. Sau thời gian mình đã nấu chín xong nha các bạn. Đây là muối tiêu. Muối tiêu là cực kỳ, ăn cái muối này cực kỳ ngon các bạn, chấm với cua đẳng cấp lắm. Thì mình sẽ ăn thử miếng bầu nha các bạn. Xin mời các bạn. Bầu vừa chín tới, vừa có đôi dái đồ thơm, của ghẹ nó ngấm vào cực kỳ ngon các bạn. Bây mình sẽ mở thử một con ghẹ cho các bạn xem. Ghẹ hơi bị chắc, để không ra này các bạn ơi. Xin mời các bạn. Các bạn nhìn ghẹ này là thịt ghẹ ngon đó các bạn. Cái cọng này nó có sợi của nó này, chấm với muối tiêu. Xin mời các bạn nhé. Quá ngon đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ bẻ cái này. Em sẽ thử cái miếng này nha các bạn. Xin mời các bạn. Quá ngon các bạn. Ghẹ tươi đúng. Ăn sướng thiệt. Mời các bạn mình miếng nha. Không thể cường được. Mình ăn một cái bàn quay video bạn. Bạn thêm thôi các bạn. Thì mình làm thêm miếng bầu nè. Mời các bạn. Ngon. Cho các bạn thưởng thức miếng gạch. Miếng gạch chè nha các bạn. Chấm thêm nước miếng muối nữa. Quá ngon rồi các bạn ơi. Mình tết thì tết miếng hai người cho các bạn xem thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn những thời gian qua đã ủng hộ mình nhé. Mình mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình và nhớ vào xem đăng ký subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn. Bye bye.